Nấu ăn kiểu này có ngày cháy nhà như chơi á. Cái gì đó bà nói? Đang có việc bận nên tôi nhờ bà già bắt dùng cái nồi cơm điện để tí có cơm ăn. Ôi trời ơi. Nhưng vì không biết cách nấu nên bà đã để nguyên cái nồi lên bếp lửa cho giống nấu dưới quê. Và thế là giờ cả nhà tôi đành phải nhịn đói. Cũng may là chỉ hư cái nồi chứ chưa cháy nhà đó.